Hello, xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Buổi sáng hôm nay em quay cho tất cả toàn thể quý vị và anh chị một mẫu xe, đó là Ford Transit đời 2018 bản trung. Vâng, một mẫu xe phải nói là khá là đẹp, một mẫu xe phải nói là siêu nước luôn. Đấy, chiếc xe này thì em khẳng định với các bác rằng là mới là dàn lốp thứ hai. Vâng, vì là từ năm đấy năm nay bác cẩn thận bác thay dàn lốp này thôi, chứ còn lốp chưa cũ, lốp nguyên bản của nó là vẫn đẹp lắm, nhưng mà bác thay rồi. Thì chiếc xe này em sẽ chào bán với các bác, cái mức giá cũng rất là hợp lý cho các bác, chỉ hơn 500 triệu thôi. Các bác mà có nhu cầu sử dụng về mẫu xe này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em để biết chi tiết về chiếc xe này. Chiếc xe nói là rất đẹp, vâng, rất rất là đẹp luôn. 2018, nó là tháng 11 2018, vâng, đời khá là cao luôn các bác nhé. Còn xe thì là phải nói là về thân vỏ thì không có lỗi lầm gì cả, sơn xin si thì rất là đẹp luôn. Thấy anh chị nhìn chưa, rất là bóng đẹp. Lốp thì còn gần như là không phải làm một cái gì, không phải thay thế gì cả, đã được bảo dưỡng đầy đủ hết theo quy trình rồi nhé. Đấy nên anh chị mua về sẵn sử dụng thôi, không phải làm một bất kỳ một cái gì luôn. Vâng, em vừa quay qua một lượt xung quanh xe rồi thì các bác xem là biết ngay là xe chất, xe đẹp rồi nhé. Và đây em mời các bác vào trong nội thất xe này nhé. Vâng, nội thất bên trong thì các bác nhìn là biết ngay, xe đi ít nên là nội thất khá là tươi, khá là đẹp luôn. Điều hòa khá là lạnh. Vâng, cây số đây ạ, 5.6 nhé các bác nhé, 5.6 chuẩn đấy ạ. Các bác nhìn chân phanh, chân ga, chân phanh là các bác biết ngay là xe nó xịn sò cỡ nào rồi. Đấy. Vâng, nội thất đây ạ. Trần vẫn là trần ni lông theo xe nhá, trần ni lông theo xe. Đấy, ghế này rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, tầm này mà anh chị đi tìm một mẫu xe như này thì gần như không có mấy. Vâng. Thì chiếc xe này nó không phải là chạy dịch vụ du lịch hay là gì cả, nên là nó chưa có cam nghị định các bác nhé. Chiếc này nó chưa có cam nghị định. Đấy, vì là trước đây xe này không phải là xe chạy dịch vụ du lịch. Đã có cửa điện khá là đẹp rồi, xịn sò luôn. Keo chỉ là em khẳng định là zin 100% rồi, em không có quay qua thì cả em quay những cái thiết bị nào có rồi, như là ốp này, ống gương, ốp tay, hõm cửa và tem lên khá là đẹp. Ép và chạy sàn đẹp rồi. Đấy, chạy sàn khá là đẹp luôn rồi. Đấy, ghế khá là mới luôn, ghế không có sự kiểu như là ngồi nhiều nhá, ghế rất là đẹp luôn, ghế cực kỳ đẹp. Đấy, chị thấy chưa, nói là một mẫu xe rất chi là ok, rất là đẹp luôn. Từ bên trong này, ô cả những cái mảng lốp này rất là đẹp nhá anh chị nhá. Đấy, cửa điện, cửa này cửa mỏng anh chị nhé, cửa mỏng nên là rất đắt, nhìn là biết ngay là cửa xịn sò rồi. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn này. Các bác cứ hỏi theo số điện thoại này là biết ngay cửa bao tiền là biết ngay. Và tiếp sau đây nữa là đằng sau này, sau về đã chế lại, em đã chế lại cái chân này này. Đây, cái chân này là nhà tự làm đấy. Vâng, nên là các bác yên tâm rằng là khá là cứng chắc. Đấy, ghế này, chân này là nhà tự làm nhé, để cho các bác về sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì nữa. Đấy, đấy, nhà bác cứ kêu là không ghế chưa chế, đây em chế sẵn cho các bác rồi, chỉ được về sử dụng thôi. Đây, rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp, rất là ok. Tất cả tắp bi tắp đô là bác rất cẩn thận bọc, rất chi tiết, rất đẹp. Để rõ hơn các bác lại bảo là xe tuyến những cái như này này là nó không bị xước, không bị xước nên là không phải xe tuyến, rất là đẹp. Từ những cái ốp này, cái này người ta bọc thêm thôi, nếu các bác không thích bóc ra vẫn ok, rất là đẹp luôn, không sao cả. Người ta bọc cái này là rất là cẩn thận. Đấy. Tất cả này, kính là đều là 2018 hết các bác nhé, kính 2018 hết, không có thế nào là hai là lệch pha đâu các bác nhé. Các bác đến là toàn là 2018 hết đây này. Đấy, 2018. Vâng, cái bậc lên xuống này anh chị nhìn luôn biết luôn là
xe đi rất là ít luôn. Đi nhiều không là nhìn bậc tiếng xuống là biết ngay chị nhá. Tapi W thì khá là chuẩn, khá là đẹp luôn. Và em sẽ quay cho các bác, nên em quay cho bác về phong máy nhá. Lốp rất là dày này, lốp rất là dày luôn các bác nhá. Đây này, đấy em bấm tay vào cho bác biết ngay. Lốp rất là dày. Khẳng định luôn các bác là như vậy. Và em sẽ phép tắt máy em mà em mở phong máy cho các bác xem. Vẫn hai chìa theo xe các bác nhé, hai chìa theo xe đi ạ, hai chìa theo xe. Đây, em sẽ lổ máy cho các bác xem chiếc xe này. Vâng, máy nổ rất là êm, máy nổ rất là êm luôn. Đấy chưa, ok đấy. Đấy, đấy. Đấy, hết nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đấy là một số xe chuyển tuyệt đối. Không chê vào đâu được, rất là ok. Và chiếc xe này thì em đã xúc sạc kết nước rồi, vì là bác ấy rất ít đi để lâu nên em phải xúc sạc kết nước cho các bác mới xúc xong. Và qua em cho xúc sạc rồi, các bác cũng yên tâm chạy luôn, không phải làm gì nữa. Và tổng thành là xe là các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Ok hết, xem đẹp không lỗi, dưới gầm đây ạ. Đấy, coi thấy chưa, rất là đẹp luôn. Vâng, thì mọi chi tiết này em đã quay hết cho các bác rồi. Xe rất là đẹp, chuẩn chỉ, không lỗi nhỏ, mọi thứ là quay rất là kỹ, rất là chắc chắn, rất là cẩn thận cho các bác. Vâng, em đã giới thiệu qua cho các bác về một mẫu xe, đó là Ford Transit 2018, tháng 11 2018. Vâng, bản chung. Vâng, thì em giới thiệu qua cho các bác có nhu cầu sử dụng với mẫu xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621. Vâng, và em xin kết thúc clip tại đây. Anh chị xem qua clip cũng đăng ký kênh và like kênh giúp em ạ. Vâng, xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhá.